Chương 1 Nói chuyện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ bảy buổi sáng trời trong gió nhẹ, triệu diệu đi tại đi triệt sản trên đường. Cho hắn mèo nhà triệt sản trên đường. Trên tay sách túi mèo bên trong là một đầu hoàng ly mèo hoa, cũng gọi mèo quả quyết, mèo nông thôn bên trong một loại. Đầu, trên lưng, tứ chi đều bị từng tầng một màu vàng màu quyết vàng nơi bao bọc. Ngực cùng bụng thì là một mảng lớn bồng bồng lông trắng, tứ chi mũi nhọn là màu trắng, nghe nói loại này đập tuyết bao tay trắng đối nữ hài tử có miễu sát hiệu quả, sẽ khống chế các nàng sống điện não, làm cho các nàng phát ra ta a thanh âm. Tuy nói là chỉ mèo đực, thế nhưng con mắt thật to, tướng mạo hết sức nương khí. Lúc này con mèo này đang đang phát ra tê tâm liệt phế tru lên, triệu diệu thu hoạch ra đời đến nay cao nhất quay đầu tỷ suất. Tuyệt đại đa số mèo nhà đều vô cùng vô cùng trạch, cả một đời đều chỉ nguyện ý đợi trong nhà dọn nhà hoặc là đi ra ngoài đối với bọn hắn tới nói là hết sức đáng sợ một việc. Triệu Diệu chỉ có lên tiếng không ngừng an ủi con mèo. Cùng lúc đó, địa cầu tầng khí quyển bên ngoài, một khỏa u ám sao băng chậm rãi xẹt qua không gian vũ trụ, dần dần bay hướng Trung Quốc vùng trời, sao băng mặt ngoài lập lòe một loại quỷ dị sáng bóng, tự hồ tại không ngừng hướng phía chu vi hư không phóng thích ra một loại nào đó xạ tuyến. Tinh tinh sủng vật trong bệnh viện, Triệu Diệu đem túi mèo bỏ vào trước đài. Mèo được triệt sản, trước đó hẹn trước qua, họ triệu. Xem ghi chép trước đó ngài chưa từng tới chúng ta ở đây, thể lịch bệnh tin tức cột cần ngài điền xuống. Trước đài tuổi trẻ tiểu hồ sĩ đưa cho triệu diệu thể lịch bệnh. Chủ nhân. Triệu diệu sủng vật tên. Mạc trà chủng loại. Mèo nông thôn tuổi tác. 12 tháng phương thức liên lạc. 15 x điền xong thể lịch bệnh, tiểu hộ sĩ kéo ra túi mèo bắt đầu kiểm tra a à, thật đáng yêu bao tay trắng a à, y tá nhẹ nhàng sờ lên cái này tên là mạc tra mèo chuẩn bị đem hắn ông đi cân thể trọng không gian vũ trụ bên trên sao băng chậm rãi xẹt qua trung quốc đất đai vùng trời bắt đầu hướng phía thái bình dương phương hướng tiến lên sao băng những nơi đi qua rất nhiều con mèo đột nhiên thân thể chấn động trong đôi mắt lóe lên tỉnh mịch sáng bóng liền cùng sao băng phát ra sáng bóng như thế Lúc này mặt trà đột nhiên động một cái, dãy dùa lấy nhảy dựng lên, hướng phía cửa bệnh viện chỗ vọt tới. Tiểu hồ sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, một bên triệu diệu lại là bỗng nhiên vọt ra ngoài, vù một cái về phía chạy trốn mặt trà. Triệu diệu tốc độ vẫn là quá chậm, không có thể bắt ở mặt trà thân thể, chỉ là bắt lấy mặt trà cái đuôi. Cái đuôi bị bắt, mặt trà phát ra một tiếng gào thét, bản năng quay đầu lại liền là hướng phía triệu diệu cắn một cái đi, đây là họ mèo bản năng của động vật, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt ngay tại triệu diệu trên mu bàn tay mở một đường vết trách, triệu diệu mu bàn tay đau xót, cũng lập tức buông lỏng bàn tay. Có lẽ là biết mình gây họa, mặt trà lại là không có tiếp tục chạy trốn, chỉ là co ro thân thể, có chút bất an nhìn xem triệu diệu. Triệu diệu ông lấy mặt trà cả giận, Ngốc mèo, ngươi cắn cái gì cắn, tạo phản đúng không? mặt trà mèo ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia u quang trên hàm răng nhiễm phải từng tia từng tia vết máu cũng hoàn toàn biến mất không thấy triệu diệu cũng cảm thấy đầu đột nhiên ngất bỗng chốc sau đó hắn nghĩ nhìn một chút trên mu bàn tay mình vết thương sâu hay không nhưng này xem xét lại hơi hơi ngẩn ngơ chỉ thấy trên mu bàn tay một mảnh trơn bóng nào có cái gì vết thương cùng vết máu một bên tiểu hộ sĩ tiếp nhận mèo an ủi ngoan ngoãn mặt trà không có chuyện gì một hồi liền tốt chớ khẩn trương Á. Nàng đem mèo xưng thể trọng sau đó bỏ vào trên bàn giải phẫu. Mèo! Tiếng thét này nghe vào Triệu Diệu trong tai, lại không phải là đơn thuần mèo kêu, mà là đã biến thành có thể lý giải lời nói. Không cần cắt trứng trứng, nhất cả trứng, ô ô ô mèo. Triệu Diệu khiếp sợ chỉ lên trước mắt mặt trà, một mặt kinh ngạc nói. Chuyện này! Chuyện này! Mèo này nói chuyện. Tiểu hồ sĩ nghi ngờ nhìn xem triệu diệu nói ra. Triệu tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ngươi không nghe thấy sao? Triệu diệu vội vàng nói. Nó. Nó tại nói chuyện a. À. tiểu hồ sĩ lông mày nhíu lên, nhìn xem triệu diệu ánh mắt càng ngày càng quái dị. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì meo? Mang ta về nhà đi. Ô ô ô ô ô, ô sợ tè ra quần meo. Triệu diệu bỗng nhiên há to miệng, nhìn một chút một bên không phát giác gì, như cũ đang an ủi mặt trà tiểu hồ sĩ, lại nhìn một chút mặt trà nói ra, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Có thể nghe hiểu, có thể nghe hiểu, ta muốn về nhà, mang ta về nhà đi, ô ô ô ô ô ô. Một bên khác tiểu hồ sĩ quay đầu, nhìn xem đối mèo nói chuyện triệu diệu, vẻ mặt lại là càng ngày càng quái dị, bị mèo khai ra máu lại trong nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại tay còn có biết nói chuyện cầu khẩn không cần cắt trứng trứng muốn về nhà mèo hết thảy đơn giản quỷ dị đến không thể tưởng tượng nổi triệu diệu cảm thấy hiện tại hẳn là lập tức trở về nhà biết rõ ràng con mèo này là chuyện gì xảy ra không để ý tiểu hồ sĩ ánh mắt kỳ quái triệu diệu cấp tốc ông lấy mặt trà một lần nữa nhét trở về trong bọc một đường chạy chậm rời đi bệnh viện bên trong phòng mướn mặt trà mèo về tới hoàn cảnh quen thuộc bên trong lập tức buông lỏng xuống nằm tại trên bàn trà bắt đầu liếm láp chính mình màu trắng tay nhỏ hiếp mắt lại, gương mặt khoan thai. Đối mèo tới nói, liếm mau là luôn luôn vô cùng thích hợp dùng để buông lỏng hành vi. Trước khay trà, triệu diệu lại là gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt mạc trà mèo, thử thăm dò nói ra. Ngươi còn có thể nói chuyện sao? Mặt trà mèo lập tức ngẩng đầu lên, mau nhung nhung mặt mèo lên là một bộ hồn nhiên biểu lộ, trừng mắt một đôi tròn căng mắt to mèo mèo kêu lên. Có khả năng A-meo nói liền đứng lên, một mặt kích động nói chủ nhân muốn chơi game sao? Ấy, cái này. Vân vân lại chơi. Triệu diệu gãi gãi cái ót, có chút không biết làm sao nói. Ngươi chừng nào thì học biết nói chuyện. Mạt trà suy nghĩ một chút meo meo kêu lên. Liền là hôm nay cắn chủ nhân thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy đầu trở nên thanh tĩnh rất nhiều, sau đó liền có thể cùng chủ nhân ngươi nói chuyện meo, nhìn vẻ mặt hồn nhiên mạt trà mèo, triệu diệu gương mặt quái dị. Mạt trà mèo lại là không chút nào đối tình huống trước mắt thấy quái dị như thế, đột nhiên nhảy tới triệu diệu trong ngực, hiếp mắt cọ lấy triệu diệu thân thể, nải thanh nải khí nói. Cùng ta chơi game đi. Nhìn trước mắt nói chuyện tự như năm tuổi trẻ em như thế mặt trà mèo, triệu diệu sờ lên đầu của đối phương, cái sau lộ ra hưởng thụ tiếng lẩm bẩm. Tính toán ra, ngươi cũng chỉ có một tuổi lớn, hiện tại nhưng mà tương đương với nhân loại năm tuổi đi. Triệu diệu khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Vẫn còn con nít A, à, tốt như vậy giống cũng không tệ Một tháng sau, đêm khuya 9 giờ Triệu Diệu một mặt mệt mỏi mở ra phòng cho thuê cửa chính Tiện tay cởi y phục xuống, liền ngồi ngã xuống trên ghế salon Hắn chỗ ở cái này phòng cho thuê mặc dù chỉ có 30 bình Nhưng sửa sang ở không đầy đủ Chính là là một đôi tân hôn vợ chồng đi qua phòng ở Hơn nửa cách công ty rất gần Khiến cho hắn mỗi ngày tăng ca cũng không cần lo lắng giao thông vấn đề cho nên mặc dù tiền thuê nhà không rẻ lại như cũ khiến cho triệu diệu ra cam tâm tình nguyện triệu diệu nằm vật xuống về sau mạt trà mèo bất tri bất giác bò tới bên cạnh hắn dùng đầu cỏ lấy cánh tay của hắn một bộ thân mật lại nịnh nọc dáng vẻ triệu diệu cười cười vuốt vuốt mạt trà đầu cái sau lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ nhưng vào lúc này trên ghế salon điện thoại cũng bị mạc trà cho đẩy tới t s hoàng ly mèo hoa Ấn chuột trái 2 lần linh rồi chuột phải tiếp theo ấn GOTO là được. HTTPS www.google.com.vn Sức quy khe 9 BB 84 khe 7 8B B8 khe 8 8A B1 E7 8C AB sau s LNM S TBM XV 0A Khu quy 4V vàng 48KHK 5KAC OCC Bill 1366 B638 IMG VMFG 50X5M cầu vút 9.10 ở cuối chương. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.